Rực rỡ như hoa hướng dương, kiêu sa như hoa hồng, hay cũng có thể là thanh tao giản dị như hoa sen. Nhắc đến hoa sen thì không ai có thể quên được vẻ đẹp dịu dàng cùng hương thơm tinh tế của nó. Hoa sen được biết đến là một loài hoa tượng trưng cho bản sắc dân tộc Việt Nam, là quốc hoa của dân tộc bởi sự giản dị, thanh khiết, tinh khôi của loài hoa này. Trong ca dao xưa, sen từng được ca ngợi là loài hoa đẹp nhất với cốt cách trong sáng, xuất lê bất nhiễm. Dù cuộc sống nơi bùn lầy nhưng vẫn luôn có chí vươn lên tỏa sáng, tỏa hương thơm là tốt đẹp cho đời. Trong ca dao có câu: trong đầm gì đẹp thằng sen, lá xanh bông trắng lại sen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu mà để chọn một loài hoa miêu tả và đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, luôn luôn nam nữ chịu thương chịu khó, nghị lực vươn lên trên mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, thì tôi xin phép được chọn loài hoa sen. Một loài hoa đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ cho cốt cách và phẩm giá của những con người mẫu mực, với những phẩm chất, với những đức hạnh mà không một loài hoa nào có thể toán lên được. Chính vì thế, đội của chúng tôi hôm nay đã quyết định lựa chọn chủ đề về hoa sen, và tên chủ đề được mang tên là Phụ nữ Việt Nam, những người tuyệt vời nhất. Thì được cấm. Về bài thi của chúng tôi thì tông màu chủ đạo là tông trắng kết hợp trên nền xanh lá cây để tạo nên một bố cục hài hòa nhẹ nhàng, một sự kết hợp mang tới cảm giác vừa hiện đại vừa tối giản nhưng cũng rất ấn tượng. Điểm xuyết những bông hoa sen trắng tinh khôi đang vươn mình trong những thế hiên ngang như những người phụ nữ Việt Nam, là những đài sen xanh ngát pha chút một sắc đỏ của những bông hoa nhỏ, càng bố cục tổng thể trở nên một nổi bật hơn. Phần thi của chúng tôi không màu mè hoa mỹ đấy, nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng nhã nhặn, nhã nhặn như kiểu tình cảm của cánh đàn ông dành cho những người phụ nữ không màu mè hoa mỹ nhưng mà rất chân thật. Cuối cùng, thông qua bài thi này thì đội của chúng tôi muốn lan tỏa đến một thông điệp đến toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung và những chị em phụ nữ APP tuyệt vời nói riêng, là hãy giống như bông hoa sen, bạn cũng có thể phát triển và vượt qua những thời kỳ tăm tối khó khăn nhất của cuộc đời mình. Bạn có thể vươn lên để tỏa sáng, về sẽ luôn có điều gì đó bên trong bạn mà thế giới này không thể chạm thấy được. Trước khi ngừng lời, tôi xin phép được chúc tất cả các quý vị trong thao trường ngày hôm nay một một sức khỏe dồi dào, chúc buổi lễ kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thành công rực rỡ. Tôi xin hết. Vâng, xin cảm ơn phần thuyết trình của đội Hà Nội 2. Xin mời các bạn lên để chụp ảnh những kỷ niệm và xin mời ban giám khảo lên để làm nhiệm vụ của mình. Yeah.